thông báo phát động cuộc thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà, chấp hành công văn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến lây nhiễm, để chào đón một mùa Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, ý nghĩa và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, không tập trung, tổ chức các buổi lễ đông người để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Nay, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tiếp tục phát động phong trào thiết trí không gian Phật đản sanh tại gia lần thứ hai. Thời gian phát động kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021, ngày 1 tháng 4 âm lịch, đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021, ngày 20 tháng 4 âm lịch. Cách thức tham dự cuộc thi. Đối tượng tham dự cuộc thi là những gia đình Phật tử và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước. Quý Phật tử tham dự cuộc thi bằng cách chụp hình hoặc quay một đoạn video clip do chính gia đình mình thực hiện, không sử dụng hình ảnh từ những năm trước hoặc hình ảnh của người khác để dự thi. Tác phẩm dự thi gửi về cho ban tổ chức qua địa chỉ email cuộc thi trang tháng 4 avong@gmail.com hoặc hotline 0768725999. Vui lòng ghi rõ tiêu đề, bài dự thi thiết trí vườn lâm tỳ ni tại nhà và ghi rõ thông tin, họ tên, địa chỉ, số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Hoặc quý Phật tử cũng có thể gửi bài qua số Zalo 0768725999, cuộc thi thiết trí Phật đản. Giải thưởng cuộc thi. Giải thưởng cuộc thi bao gồm bằng khen cùng một kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Cơ cấu giải thưởng như sau: một giải nhất 5 triệu đồng, một giải nhì 3 triệu đồng, một giải ba 2 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Những lưu ý khi tham dự cuộc thi: hình ảnh và video gửi về cho chương trình phải đạt chất lượng, không bị mờ, phải là hình ảnh gốc, không gắn logo hoặc chữ lên hình ảnh hoặc video. Với những tác phẩm đẹp, ban tổ chức sẽ biên tập dựng phim và giới thiệu trên kênh Phật sự online vào 19 giờ hàng ngày trên kênh Phật sự online. Mỗi gia đình Phật tử nên tích cực hưởng ứng tinh thần cuộc thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà để cùng nhau tạo nên những phút giây ấm áp và ý nghĩa bên gia đình, đón mừng một mùa Phật đản thiêng liêng, cùng nhau thành tâm cầu nguyện bình an cho thế giới và nhân loại toàn cầu sớm vượt qua dịch bệnh. Đây là một việc làm thiết thực, thể hiện lòng biết ơn đối với Tam Bảo trên tinh thần từ bi, trí tuệ của người con Phật. Ban tổ chức mong sẽ nhận được thật nhiều tác phẩm vườn lâm tỳ ni ấn tượng từ những người con Phật trên khắp năm châu gửi về cho chương trình. Kính chúc quý Phật tử một mùa Phật đản sanh an lành, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 5 năm 2021, thay mặt ban biên tập, phó tổng biên tập Đại Đức Thích Minh Ân đã ký. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thùy Dương kính chào quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử đang đến với chương trình giới thiệu các tác phẩm dự thi tiêu biểu của cuộc thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức. Quý vị thân mến, chỉ trong một ngày hôm nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 30 bài dự thi của các gia đình Phật tử gửi về cho chương trình. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục nhận bài dự thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại các gia đình Phật tử đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức ngày 20 tháng 4 âm lịch. Như vậy, thời hạn nhận bài dự thi còn hơn 10 ngày nữa. Ban tổ chức mong rằng sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều bài dự thi từ các gia đình Phật tử từ khắp mọi nơi gửi về cho chương trình. Và tác phẩm dự thi đầu tiên, Thùy Dương xin giới thiệu đến quý vị bài dự thi của gia đình Phật tử Võ Văn Minh tại địa chỉ 238B Lê Minh Nhật, ấp Thượng Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.
Vừa rồi quý vị đã được ghé thăm một không gian Phật đản xanh tại gia đình, dù nhỏ gọn nhưng rất trang nghiêm đúng không ạ? Và bây giờ, Thư Dương xin mời quý vị cùng đến với không gian Phật đản của gia đình Phật tử Ngô Vương Thiên Ân, pháp danh Chiếu Đức, tại địa chỉ số 69, đường số 4, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ban tổ chức rất vui khi nhận được nhiều bài dự thi không chỉ ở các gia đình Phật tử mà còn được thiết trí ở cơ quan, công sở và những nơi làm việc. Sau đây là bài dự thi được thiết trí tại Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare do Phật tử Huỳnh Thị Tho, pháp danh Giác Hành Liên, tại địa chỉ số 16-18 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
vị thân mến, vừa rồi là không gian Phật đản tại phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare của gia đình Phật tử Huỳnh Thị Tho, pháp danh Giác Hạnh Liên, được thiết trí rất trang trọng và ấm cúng trong một không gian thờ tự rất trang nghiêm ngay tại nơi làm việc của mình. Và tiếp tục chương trình, Thùy Dương mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm dự thi nổi bật tiếp theo đã gửi về cho ban tổ chức trong ngày hôm nay. Thùy Dương xin kính mời quý vị cùng đến với một không gian Phật đản được thiết trí đầy ấm cúng của gia đình Phật tử Dạ Lý Hùng Duy tại địa chỉ Khóm Thành Nhân, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Còn bây giờ, Thùy Dương xin kính mời quý vị cùng về với miền quê sông nước Bến Tre và chiêm ngưỡng tác phẩm thiết trí của gia đình Phật tử Huỳnh Văn Trường tại địa chỉ khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Tiếp theo là bài dự thi mà ban tổ chức đã nhận được từ gia đình Phật tử Nguyễn Tuấn Thanh, pháp danh Nguyên Tịnh, tại địa chỉ số 130B, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị, các tác phẩm dự thi không gian Phật đản tại nhà
quý vị có thể gửi về cho ban tổ chức qua địa chỉ email cuộc thi trăng tháng 4 a@gmail.com, số điện thoại hotline 0768725999, hoặc quý Phật tử cũng có thể gửi bài qua số Zalo 0768725999, cuộc thi thiết trí Phật đản tại nhà. Và tiếp tục chương trình, Thùy Dương mời quý vị cùng đến với gia đình Phật tử Đinh Thị Hòa, pháp danh Quảng Thuộc, tại địa chỉ thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Kính mời quý vị cùng tham quan không gian Phật đản tại gia đình Phật tử Đinh Thị Hòa. Quý vị thân mến, gửi bài dự thi về cho chương trình trong ngày hôm nay, ban tổ chức rất ấn tượng với một không gian Phật đản rất ấm cúng của vợ chồng Phật tử Trần Quốc Toàn, pháp danh Thiện Châu, và Nguyễn Đoàn Huyền Phước, pháp danh Ngọc Đức, tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, với một dòng chia sẻ rất dễ thương, đó là: kính gửi ban tổ chức cuộc thi thiết trí không gian Phật đản xanh do kênh Phật sự Online thực hiện. Con xin gửi đến ban tổ chức bài dự thi do hai vợ chồng chúng con cùng thực hiện, mang tên là An Yên, với mong nguyện của chúng con là nhà nhà, người người được bình an và bình yên trong dịch bệnh. Và ý nghĩa của tác phẩm: vui thay Phật ra đời, muôn hoa khoe sắc, vạn vật hân hoan, người người hạnh phúc. Sau đây, kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Thank you.
Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã cùng chiêm ngưỡng những không gian Phật đản xanh rất đẹp, trang nghiêm và ấm cúng tại các gia đình Phật tử tại gia. Ban tổ chức mong rằng sẽ tiếp tục nhận thêm được nhiều bài dự thi hơn nữa từ các gia đình Phật tử gửi về từ khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, trong cũng như ngoài nước. Tiêu chí chấm bài dự thi, ban tổ chức sẽ căn cứ theo từng điều kiện của các gia đình Phật tử, sự trang nghiêm và tấm lòng tôn kính mà quý vị hướng đến Tam Bảo. Lưu ý, khi gửi bài dự thi, quý vị hãy chia sẻ một vài dòng cảm nghĩ và thông điệp, cũng như ý nghĩa của các tác phẩm mà quý vị mong nguyện gửi gắm trong mùa Phật đản năm nay. Chương trình sẽ tiếp tục quay trở lại và các tác phẩm dự thi tiêu biểu trong ngày sẽ tiếp tục được cập nhật và giới thiệu đến quý vị vào lúc 19 giờ tối mai trên kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online. Mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình tiếp theo của kênh Phật sự Online. Còn bây giờ, Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.